Trường Giang tên khai sinh là Võ Vũ Trường Giang, sinh ngày 20 tháng 4 năm 1983 tại Long Thành, Đồng Nai, quê gốc ở miền Trung, Tam Kỳ, Quảng Nam. Là con kế út trong một gia đình nghèo khó, có 6 anh chị em, 4 trai 2 gái, cha mẹ và họ hàng nội ngoại của Trường Giang quê quán ở Tam Kỳ, Quảng Nam. Học xong trung học, Trường Giang thi vào trường sư phạm Đồng Nai nhưng không thành công. Sau đó anh đăng ký học ở trường sân khấu điện ảnh nhưng nhiều lần bị đuổi học vì không có tiền đóng học phí. Năm 2007, sau một lần đóng thế vai quần chúng của một người bạn, anh được cố nghệ sĩ Hữu Lộc phát hiện và gia nhập vào sân khấu Nụ Cười Mới. Qua nhiều năm miệt mài với Nụ Cười Mới, tháng 7 năm 2011 đánh dấu bước ngoặt nghề nghiệp của Trường Giang khi anh được nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng mời viết kịch bản và diễn trong tiểu phẩm hài khó ở live show Bước Chân Miền Trung. Trong vai diễn Mười Khó, anh gây ấn tượng mạnh mẽ cho khán giả qua hình ảnh ông già Quảng Nam khó tính nhưng rất duyên dáng, hài hước. Sau vai diễn này, tên tuổi của Trường Giang bắt đầu được công chúng biết đến. Anh thực hiện nhiều mini show ăn khách, diễn chung với các nghệ sĩ nổi tiếng như Hoài Linh, Chí Tài, Trấn Thành, Việt Hương và tham gia các chương trình truyền hình thực tế. Năm 2015 có thể xem là năm thành công rực rỡ của Trường Giang ở lĩnh vực phim ảnh. Nam nghệ sĩ, nam diễn viên sân khấu, diễn viên hài, nam diễn viên điện ảnh, phim truyền hình và người dẫn chương trình. Khả năng diễn xuất là diễn viên hài nhưng Trường Giang không ít lần khiến khán giả khóc hết nước mắt khi hoàn thành xuất sắc những vở kịch như Mưa Chiều Miền Trung, Món Quà Noel. Sáng tác nhạc Thở Cơ Hàng, Trường Giang đã từng thử thách sáng tác nhạc để có thêm thu nhập. Tuy những bài hát do anh sáng tác không quá nổi bật, nhưng đối với một nghệ sĩ hài thì việc tạo ra một bản phối nhạc và lời hoàn chỉnh vốn không hề dễ dàng. Một số bản nhạc do Trường Giang sáng tác, Rồi Em Sẽ Hiểu Lòng Tôi, Một Tình Yêu Hai Ngã Rẽ, Không Trước Thì Sao Em Cũng Đi, sáng tác tiểu phẩm hài. Hầu hết tất cả những tiểu phẩm của Trường Giang là do chính tay anh sáng tác. Một số tác phẩm của anh gây ấn tượng với khán giả từ sự hài hước và sâu lắng tình cảm và mộc mạc. Trở Về, Món Quà Noel, Tâm Và Đạo. Ca hát, giọng hát của Trường Giang được đánh giá là khá mát và tình cảm. Dù không xuất sắc như ca sĩ chuyên nghiệp, nhưng giọng ca của nam danh hài là khá sáng và có sức hút với nhiều người nghe. Anh cũng thử thách cho mình trong khá nhiều loại âm nhạc khác nhau. Rap, Máu Chảy Về Tim, Miền Trung Number One, Remix, Đời Tôi Cô Đơn, Cảm Bẫy Tình Yêu, Trữ Tình, Tìm Lại Giấc Mơ, Vì Đó Là Em. Chỉ đạo diễn xuất, không những sáng tác, danh hài còn nhiều lần nắm vai trò đạo diễn trong một số tiểu phẩm của chính mình. Và ít ai biết rằng ngày xưa Trường Giang từng làm đạo diễn cho một MV ca nhạc và phim ngắn Sóng Gió Truyền Kiếp, Miền Trung Number One. Nam nghệ sĩ là một diễn viên ít bày tỏ cảm xúc với ai, rất trân trọng gia đình, thân thiết với chị em nghệ sĩ bạn bè Lâm Vĩ Dạ, Thanh Tân, Trấn Thành, Thanh Loan. Hiện đang yêu diễn viên Nhã Phương.